thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2020-2022. Tôi tên là Ngô Thị Hiền, giáo viên trường tiểu học Yên Lư. Đến với hội thi ngày hôm nay, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Sau đây tôi xin trình bày biện pháp một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh chậm tiến môn tiếng Việt lớp 1. Biện pháp của tôi được chia thành các nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, thực trạng. Nội dung thứ hai, nguyên nhân. Nội dung thứ ba, các biện pháp tiến hành. Nội dung thứ tư, kết quả của biện pháp. Nội dung thứ năm, phạm vi áp dụng biện pháp. Và nội dung thứ sáu là lợi ích kinh tế xã hội của biện pháp. Sau đây tôi xin phép được trình bày nội dung thứ nhất, thực trạng. Về phía thực trạng thì tôi chia thành 3 nhóm như sau. Nhóm thứ nhất, về phía học sinh thì học sinh lớp 1, các em còn rụt rè, thiếu tự tin, ghi nhớ chậm, không nhớ được mặt chữ, không học hết bài học trên lớp, chưa nắm chắc âm, vần và thanh điệu, chưa có ý thức tự học, chưa hình thành thói quen đọc ở nhà, chưa nắm rõ các quy tắc ngắt nghỉ hơi và còn hay nản trí, khi đọc thì còn thêm từ, bớt từ, sai lỗi, chưa tiện cảm. Chính vì vậy mà trong mỗi giờ học thường trở nên buồn tẻ. Về tình trạng thứ hai, đối với giáo viên, một số giáo viên thường áp dụng phương pháp dạy cũ như cô đọc trước, trò đọc sau, dẫn đến các em thụ động, chờ cô đọc rồi mới đọc, làm cho các em không nhớ nổi một chữ. Giáo viên chưa chủ động thiết kế những bài học cho học sinh chậm tiến, và trong các giờ học thì thường hướng dẫn học sinh theo cảm tính nên kết quả chưa cao, chưa phối hợp tốt với phụ huynh trong việc rèn đọc cho học sinh tại nhà. Thì cả thứ ba là phụ huynh chưa dành thời gian để rèn đọc cho con tại nhà, và họ thường nổi nóng, thậm chí còn dùng bạo lực khi dạy con. Căn cứ vào những lý do trên, tôi xác định được các nguyên nhân như sau. Thứ nhất, các em còn nhỏ, điều kiện tiếp xúc xã hội gặp nhiều khó khăn, trình độ của học sinh trong lớp không đồng đều, có em thì đọc tốt, có em thì đọc lưu loát, và trong đó cũng có những em còn đọc chậm. Nguyên nhân thứ hai, những em ghi nhớ chậm thì đa số các em gặp vấn đề về trí tuệ, ví dụ như kiểu năng trí tuệ, khả năng tăng động, giảm chú ý, nên dẫn đến tình trạng các em đọc chậm, nhận thức chậm. Nguyên nhân thứ ba, do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài nên việc học của học sinh bị gián đoạn, mà các em phải học trực tuyến ở nhà, cái việc học tự học ở nhà thì chưa đem lại hiệu quả cao. Nguyên nhân thứ tư, thời gian học trên lớp chưa đủ để giáo viên hỗ trợ học sinh học tốt. Nguyên nhân thứ năm, phụ huynh thì thường đi làm công ty, họ hay phải tăng ca về muộn nên không có thời gian để dạy con học ở nhà. Một số phụ huynh thì không biết phương pháp để dạy con. Chính vì những lý do trên thì tôi đưa ra 6 biện pháp như sau. Biện pháp 1, tạo môi trường học tập và động lực học tập cho học sinh. Biện pháp 2, xây dựng kế hoạch rèn đọc phù hợp cho học sinh chậm tiến. Biện pháp 3, rèn tính kiên trì cho học sinh khi đọc. Biện pháp 4, khuyến khích tất cả các bạn học sinh trong lớp hỗ trợ học sinh chậm tiến ở mọi lúc, mọi nơi. Biện pháp 5, tuyên dương khuyến khích học sinh. Biện pháp 6, phối hợp với phụ huynh rèn đọc cho học sinh tại nhà. Sau đây tôi xin phép được đi trình bày biện pháp thứ nhất, tạo môi trường học tập và động lực học tập cho học sinh. Tôi thấy những học sinh chậm tiến thì thường rụt rè, thiếu tự tin. Vì thế trong mỗi giờ học tôi thường tạo động lực cho các em. Để làm được điều này thì cái người hỗ trợ tác lực cho tôi chính là ban cán sự của lớp. Trong các giờ học thì các em có thể thay cô tổ chức các trò chơi tìm nhanh tiếng từ tiếng các vần âm vần mới để các bạn nhớ và thuộc âm vần ngay tại lớp. Từ đó giúp học sinh học và chơi, chơi và học.
Việc nhận xét chia sẻ bài đọc của cô giáo và các bạn trong lớp đều được tế nhị, nhẹ nhàng và thân thiện, giúp học sinh tự tin hơn khi tham gia các hoạt động đọc. Ví dụ với những học sinh mà đọc chậm thì các em thường ngại đọc, tôi dùng cái lời động viên, ví dụ như là cô tin chắc rằng nếu em sẽ đọc tốt, nếu như em cố gắng thì em sẽ đọc tốt tốt hơn. Thứ ba, tôi cũng thường xuyên lắng nghe chia sẻ của học sinh và có những trợ giúp kịp thời để học sinh tiếp tục học ở nhà với sự thích thú chứ không phải là vì sự ép buộc. Và đây là hình ảnh của ban giáo sự lớp đang tổ chức trò chơi cho các bạn. Chúng ta thấy với cái hoạt động này thì các em học tập rất là thích thú. Biện pháp hai, xây dựng kế hoạch kèm học phù hợp cho học sinh chậm tiến. Với học sinh chậm tiến thì tiến độ học tập thường chậm hơn so với các bạn trong lớp. Do đó, việc xây dựng kế hoạch rèn tập cho học sinh là rất cần thiết. Thì tôi có thể thiết kế những bài học phù hợp. Ví dụ muốn rèn cho học sinh nắm được các âm điệu của tiếng Việt thì tôi chú ý quan tâm đến việc xây dựng các bài phân biệt cho các em là đọc đúng các âm đầu, đọc đúng các âm chính, đọc đúng các âm cuối và đọc đúng các thanh điệu, có thể là do ngọng nhiều lần thành tập. Và những học sinh mà đọc mà chưa đúng cách ngắt nghỉ hơi thì đâu có thể là hướng dẫn các em ngoài việc đọc đúng các ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu thì cũng phải dựa vào các cụm từ để ngắt nghỉ hơi ra cho hợp lý. Và với những bài thơ thì tôi hướng dẫn các em ngắt nghỉ hơi theo các nhịp thơ để các tiết học được nhẹ nhàng và đem lại hiệu quả. Nhiều em được luyện đọc thì trong mỗi giờ học tôi thì thường cho các em luyện đọc bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như đọc cá nhân, đọc theo nhóm và đọc vần thay. Và trong khi hướng dẫn học sinh đọc thì tôi cũng không bóng hộ và các em được học sinh, đặc biệt là tôi không so sánh học sinh này với học sinh khác. Tôi nhận xét sự tiến bộ của học sinh so với cái thời điểm trước đó chứ không để cho học sinh không nản chí. Và giáo viên với học sinh trong lớp thì luôn là người bạn đồng hành với nhau. Biện pháp 3, rèn tính kiên trì cho học sinh khi đọc. Rèn tính kiên trì cho học sinh khi đọc thì bản thân giáo viên cũng phải là người kiên trì. Ví dụ như nếu học sinh đọc sai thì tôi hướng dẫn các em đọc sai tiếng từ thì tôi hướng dẫn các em phân tích lại tiếng từ để các em đọc cho đúng. Và với những em đọc chậm thì tôi có thể cho các em đọc các tiếng từ mà mình không nắm để các em đỡ nản chí. Trong khi nhận xét bạn đọc thì giáo viên cũng hướng dẫn các em tránh những cái câu nhận xét làm tổn thương đến bạn, ví dụ như là bạn đọc sai rồi, bạn đọc kém thế. Mà thay vào đó thì tôi hướng dẫn các em nhận xét bạn với những cái lời nhẹ nhàng, ví dụ như là bạn cố gắng đọc lại nhé, tớ cùng bạn đọc lại nhé, hay tớ đọc trước bạn đọc sau nhé. Với những lời nhận xét như vậy thì học sinh sẽ tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động đọc, khích lệ để các em chăm chỉ đọc và sẽ đọc tốt hơn. Biện pháp 4, khuyến khích tất cả các bạn học sinh trong lớp hỗ trợ học sinh chậm tiến ở mọi lúc mọi nơi. Với hoạt động này thì tôi hướng dẫn học sinh giúp đỡ các bạn trong giờ học bằng nhiều hình thức, ví dụ như là các em hướng dẫn nhau theo cặp đôi, theo nhóm hoặc là theo cặp đôi hay. Và ngoài giờ học thì tôi đã xây dựng thư viện thân thiện của lớp, đẹp về hình thức, giàu về nội dung để cuốn hút các em đến đọc. Học sinh đọc chậm sẽ được đọc cùng với bạn hoặc là được bạn đọc cho nghe, từ đó kích thích học sinh hướng thư đọc. Đây là một số minh chứng hình ảnh mà cô đã làm ở lớp. Đây là thư viện thân thiện của lớp và các hình thức đọc của học sinh. Viện Văn Năng tuyên dương khuyến khích học sinh. Với những học sinh khả năng ghi nhớ chậm, giáo viên nên khuyến khích học sinh tham gia vào nhiều hoạt động đọc. Khi các em mà có tiến bộ, dù là nhỏ nhất nhưng giáo viên cũng tìm lời động viên khuyến khích các em bằng những phần thưởng nhỏ, như những ảnh cơ, những cái phấn, tập hay là những cái bút.
để động viên các em, giúp các em có thêm động lực để đọc. Đây là hình ảnh minh chứng cho thấy học sinh đọc tôi đã tặng quà. Biện pháp 6, phối hợp với phụ huynh rèn đọc học sinh tại nhà. Đối với lớp 1, việc đọc mới chỉ dừng lại ở bước đầu, còn bởi vậy việc luyện đọc thì phải diễn ra thường xuyên và liên tục thì mới đem lại hiệu quả tốt. Và đây là biện pháp quan trọng nhất quyết định sự tiến bộ của học sinh. Sự đồng hành của phụ huynh trong quá trình giáo dục học sinh là rất quan trọng. Đó chính là một phần nội dung trong quy chế phối hợp 3 môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội. Đặc biệt, 2 năm học gần đây, khi dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, các em phải học trực tuyến ở nhà, thì biện pháp này lại càng hiệu quả hơn. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, tôi đã trao đổi với phụ huynh về những yêu cầu cần đạt đối với học sinh lớp 1, đặc biệt là môn tiếng Việt. Đồng thời, chia sẻ với phụ huynh về phương pháp hướng dẫn học sinh đọc tại nhà và hướng dẫn phụ huynh cách truy cập sách trên phần mềm học10.com hoặc qua nói chuyện trực tiếp hay qua Zalo nhóm lớp. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên thông báo về tình hình học tập của học sinh cũng như sự tiến bộ của học sinh cho phụ huynh biết để có những biện pháp can thiệp và từng bước hỗ trợ con kịp thời, giúp con tiến bộ hơn trong việc đọc chứ không nóng bộ. Với mỗi tuần học, giáo viên hỗ trợ phụ huynh rèn đọc cho con ở nhà bằng một phiếu đồng hành. Và cái phiếu này thì chính do tôi tự soạn ra. Đó là những cái nội dung mà các con cần rèn luyện thêm ở nhà. Từ đó thì việc đọc của học sinh được hỗ trợ kịp thời. Và đây là hình ảnh phụ huynh đã gửi bài cho con đọc ở nhà, xong gửi bài qua Zalo để cho cô và các bạn cùng kiểm tra. Nhìn hình ảnh học sinh rất phấn khởi khi luyện đọc ở nhà, tôi cũng thấy ấm lòng hơn. Và đây là những cái đoạn tôi đã trò chuyện với phụ huynh để nhắc nhở giúp các con đọc ở nhà. Em cố gắng cho cháu đọc bài nhé. Phúc dạo này đọc tiến bộ hơn rồi. Phụ huynh nhắn lại cho tôi là: vâng chị, cháu về nhà tối nào cũng học bài ạ. Giờ cháu cũng đang học bài đây ạ. Và phụ huynh đã chụp cái hình ảnh cháu đang học gửi cho cô. Và có những phụ huynh đã chia sẻ với tôi rằng đầu năm học thấy con mình không nhớ nổi mặt chữ, bố mẹ rất là lo và tự nhủ rằng không biết con mình có theo được các bạn hay không. Nhưng đến bây giờ con đọc được thì lại đọc ngày càng tốt hơn, thì tôi thấy ấm lòng hơn, tôi thấy rất là yên tâm. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ đó, làm động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Và cũng được sự tham mưu của tổ chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường, và với sự đồng hành của phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh trong lớp tôi, một số học sinh chậm tiến đã thu được một kết quả đáng khả quan. Có những học sinh tôi đã sắp qua hai mùa khai giảng nhưng tôi cũng không nản chí, bởi lẽ với các em đó là một kỳ tích, và với phụ huynh đó là một sự nỗ lực không ngừng. Và đặc biệt là những em học sinh đã nhận biết và nhớ được những âm phần, đọc đúng các âm phần từng câu và đọc được những bài văn ngắn, một đoạn văn ngắn. Học sinh đã biết đúng chính tả bài viết thì ít sai lỗi, biết nội dung của đề bài, làm đúng yêu cầu của các bài tập và hiểu được ý nghĩa của tiếng từ câu mà các em bị viết, đã giúp học sinh phát triển được tư duy, hiểu được nghĩa của từ tiếng, phát triển được các kỹ năng nghe và hiểu. Phụ huynh thì đồng tình trong quá trình giáo dục học sinh, và thực tế cho thấy tỷ lệ học sinh đọc tốt tăng lên và tỷ lệ học sinh đọc chậm đã giảm đi. Và đây là minh chứng ở hai thời điểm tôi khảo sát. Thời điểm thứ nhất là đầu năm học, thời điểm thứ hai là tháng 2 năm 2022. Tổng số học sinh lớp tôi có 44 em. Ở thời điểm đầu năm học, số lượng học sinh biết đọc là 17 em,
chậm là 27 em, chiếm tỷ lệ 61,4%. Đến thời điểm tháng 2 năm 2022 thì số học sinh biết đọc và đọc tốt đã tăng lên 36 em, chiếm tỷ lệ 81,8%. Số học sinh đọc chậm là giảm xuống còn 8 em, chiếm tỷ lệ 18,2%. Với cái đà như vậy thì tôi tin chắc rằng đến cuối năm số học sinh đọc tốt sẽ được tăng lên, số học sinh đọc chậm sẽ giảm đi và thậm chí có khi không còn học sinh đọc chậm. Và tôi đã đem biện pháp này áp dụng cho học sinh lớp 1A7 trường tiểu học Yên Lư vào năm học 2021-2022. Và biện pháp này có thể dùng cho giáo viên chủ nhiệm tại trường tiểu học Yên Lư nói riêng và giáo viên dạy lớp 1 trong các trường tiểu học nói chung. Lợi ích kinh tế xã hội đem lại từ giải pháp. Biện pháp được sử dụng hàng ngày trong các tiết học, tập trung chủ yếu vào phương pháp và hình thức tổ chức, không tốn kém về kinh phí và có thể lan tỏa rộng cho tất cả giáo viên dạy khối lớp 1. Biện pháp giúp học sinh chậm tiến, đọc tốt hơn và ngày càng tiến bộ hơn trong tự đọc, từ đó hình thành nên phẩm chất độc lập, tự tin cho các em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Biện pháp còn giúp cho phụ huynh gần gũi, cùng học, cùng trò chuyện với con để hiểu con hơn, giúp cho giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, đặc biệt là đối với những học sinh chậm tiến ở lớp 1. Và bài thuyết trình của tôi đến đây xin được tạm dừng. Tôi xin cảm ơn ban giám khảo đã chú ý lắng nghe và rất mong ban giám khảo phê duyệt cho tôi để tôi có thể đem biện pháp này lan tỏa tới các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là các giáo viên dạy lớp 1 trong trường tiểu học Yên Lư nói riêng và trong trường các trường tiểu học nói chung. Tôi xin chân